giai điệu bắt đầu với màn vận động khuấy bụi chuồng nuôi. Một ngày 6 bữa ăn với nhiều cám cho đà điểu con, 2 bữa thức ăn xanh cho đà điểu trưởng thành. Cùng một lúc, các công nhân ở đây chăm nuôi hàng nghìn con đà điểu từ mới nở đến 10 tháng tuổi. Tất cả đều được sinh sản và ấp nở ngay tại đây. Em chào chị Diệp. Lần đầu tiên mà em thấy những cái quả trứng đà điểu rất là to luôn. Ở đây thì chị đang làm gì đây chị ha? À, cái này là mình đang làm cái giống như là đặt tên cho cái trứng vậy đó. Là ngày đẻ nè. Đây là cái ô chuồng của con đà điểu. Đây là con trống nè. Đây là con mái nè. Dạ, hay quá. Tại vì người ta đỡ đẻ mà, người ta biết luôn. Mình cân, mình đo, rồi mình dán mã số cho nó. Tức là mình đặt tên cho nó xong rồi. Xong rồi mình sẽ bảo quản nó thì ở nhiệt độ là 20 độ C. Dạ. Ở đây. Thì mình sẽ mở vào đây. Thì chúng ta phải bảo quản cái trứng nằm nghiêng. Vì sao vậy chị ha? Tại vì khi mình làm bảo quản nằm nghiêng như thế này thì cái trứng nó sẽ nở tốt hơn. Đây là khu ấp trứng này, chị Giang à. Thì ở mình tổng cộng là 32 máy. Trong này tổng công suất là 210 trứng. Mình đưa vô ấp thì khoảng 40 ngày thì trứng sẽ nở. Cũng lâu quá luôn hả? Em thấy trong này nó hơi nóng rồi chị. Nó nóng đúng rồi. Mình phải nâng cái nhiệt độ lên cho nó nóng trứng nó mới nở chứ. Trứng nở sẽ nằm ở đây nha Giang. Đây, chú này chú mới phải mở ra đây nè Thu Giang nè. Đây, nó thoát vỏ bằng cái mỏ này để cho nó thở. Và sau đó nó dùng toàn bộ cái thân của nó, nó đẩy quả trứng ra. Ồ, bao lâu thì nó có thể là nở ra được hết chị? Tùy, cũng có khi chừng một tiếng đồng hồ nó ra hết. Nó đang tự đẩy nè, nhìn hay quá. Khởi đầu của sự sống đấy. Dạ. Ngay cạnh khu ấp là khu chăm sóc đà điểu mới nở. Trong tuần đầu tiên, đà điểu con được chăm sóc trong nhà, sau đó mới được cho ra ngoài trời làm quen với nắng. Các công nhân tỉ mẩn với công việc hàng ngày, từ chăm sóc con non đến đỡ đẻ cho đà điểu sinh sản. Và mỗi năm có khoảng 13.000 con non được ấp nở tại đây để cung cấp cho thị trường cả nước.